viêm khớp, teo cơ, đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không tiến triển. Bà Nguyễn Thị Hường, 70 tuổi, ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, nhập viện trong tình trạng không đi được, phải có người nhà hỗ trợ chăm sóc. Tôi bệnh là gồm thần kinh này, rồi khớp này, rồi làm teo cơ. Mới vào một tuần nhưng mà tôi thấy là cũng đã đỡ, cho nên là xin cảm ơn bệnh viện. Đến bây giờ, ai gặp ông Thái Văn Lân, 72 tuổi, ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, cũng không thể ngờ, chỉ cách đây mấy tháng, ông lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi vì luôn bị những cơn đau khớp xương hành hạ. Hiện nay, qua đợt điều trị tại bệnh viện, bệnh của ông gần như thuyên giảm rất nhiều. Khi trở về bệnh viện phục hồi chức năng của Nghệ An thì gọi như là được nhiều cái phương pháp và bệnh bây giờ là đã giảm đến 70% rồi, bởi vì đi lại bình thường rồi. Là bộ đội phục viên bị tai biến mạch máu não, ông Đậu Hùng Vĩ, 75 tuổi, ở xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, không tự phục vụ được, tất cả mọi sinh hoạt nhỏ nhất đều do vợ ông phục vụ. Một số giáo sư rồi bác sĩ tức là về đấy có là tư vấn một số về cái bệnh tình, hỏi thăm bệnh nhân về cái phục vụ cũng như là cái điều dưỡng của bệnh viện như thế nào, thì tôi có thấy cái đó tức là một cái mà cái quan tâm rất là đúng mức. Để phục vụ người bệnh tốt hơn, bên cạnh nâng cao thái độ phục vụ, thời gian tới, Bệnh viện Phục hồi Chức năng Nghệ An tiếp tục mời các giáo sư đầu ngành về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng viên, hướng tới mô hình bệnh viện, khách sạn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Y tế.